Hello, xin chào quý vị khán thính giả trong kênh Susan Trần USA. Để hôm nay có đề tài để nói, thì Susan chia sẻ cho quý vị những cái sự việc đang xảy ra tại Việt Nam. Đó là một tỷ phú Trương Mỹ Lan đã bị bắt, mà tôi coi rất nhiều trang website của Bộ Công an, rồi báo Thanh Niên, rồi rất nhiều cái trang mạng tràn ngập trên YouTube cũng như các kênh truyền thông của Việt Nam. Đúng ra thì tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy, vì cái này nó thuộc về cái chuyện làm ăn của Việt Nam, về chính trị, về nói chung những cái tập đoàn đó ít khi tôi tham gia đến. Nhưng mà tôi phát hiện ra nó nhiều cái, nó rất là nhiều cái mà để tôi nghe, tôi coi và tôi chia sẻ cho quý vị được biết nhé. Đó, trên cái hình ảnh mà tôi quay cho quý vị, đó là bà Trương Mỹ Lan. Đó. Và Trương Mỹ Lan, cái tấm hình này là chụp năm 2018. Nó chỉ có là 4 năm thôi. Đó quý vị nhé. Bà này là người Việt Nam quốc tịch Hồng Kông. Đó là một đại gia, là một tỷ phú. Đó ở cái tập đoàn của Vạn Thịnh Phát. Nhà banh tôi để tôi coi rất là nhiều đây. Ok. Mặt tiền tòa nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 8 tháng 10. Đó, để tôi cho cái bộ coi là nhà banh SCS. Nhà banh SCB. SCB, ok, là tổng giám đốc của nhà banh SB. Ok, thì tôi chỉ bình luận một tí để cho quý vị coi nó là cái vấn đề tôi tìm ra là như thế này. Ok, đây sự kiện mà rầm rộ khi mà bắt bà Trương Mỹ Lan này. Một cái hình của bà nhé, quý vị nhìn kỹ cho tôi để tôi so sánh cái hình này thôi. Là quý vị thấy là tôi đã thấy là họ làm sai, họ đưa những cái hình ảnh không đúng thực tế. Ok. Bà Trương Mỹ Lan đôi mắt một mí không hề cắt nha. Bà chỉ kẻ nhẹ lên trên cái mắt ở mí trên và mí dưới rất nhẹ. Môi không hề xăm. Mũi sửa mũi. Mà cái đầu mũi hơi bị dài một tí. Đó, hơi bị dài một tí. Cái chân mày lã liễu. Đó, cũng là phun nhẹ, rất là nhẹ. Đó, quý vị nhé. Đó, phun rất là nhẹ. Đó, quý vị nhìn này. Đó. Cái cổ của bà, cổ cao ba ngân, rất là trắng. Tức là bà là một tỷ phú rất là chịu săn sóc da mặt và trang phục. Rất là nền và nhã nhặn, rất là đẹp. Đó. Một người phụ nữ là 60, là tôi nghe là 60. Thấy không? Cổ không cái nhăn, không có bị chảy xệ. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đó, tôi cho quý vị để quý vị nhìn thấy nó rõ gần hơn. Đó, để khi mà chúng ta nói cái gì chúng ta phải phân tích, tại vì báo chí mà họ khi họ đưa rầm rập như vậy là tôi thấy nó có cái vấn đề. Đó, nó có cái vấn đề ở đây. Cho nên là tôi muốn coi kỹ để tôi bình luận cho quý vị nhé. Đó. Ok. Đó là bà Trương Mỹ Lan, một người đàn bà là tổng giám đốc. Đó, rất đẹp. Nguyễn Phương Hằng nó sao đẹp được bà này. Thấy không? Đó, bà là người Việt gốc Hoa. Hàm răng trắng đều, môi là bôi son, không hề xăm. Chân mày phun nhẹ, mắt một mí kẻ một tí lên trên. Và kẻ vành dưới rất là nhã nhặn, mà cái trán là trán cao thẳng, không phải là trán gồ, trán người rất cao mà thông minh. Đó, tôi chưa hề biết bà ta, nhưng tôi nhìn cái tướng người này,
là tôi đã đoán được một người đàn bà rất là giỏi và thông minh. Cái trán này trán thông minh, ít khi có người đàn bà có được những cái trán như vậy, cổ cao ba ngấn quý vị nhé. Đó, đây là quý vị coi một tí này. Đó, đây là đây, tôi xích qua một tí cho quý vị coi. Ok, đây là Trương Mỹ Lan. À, Trương Mỹ Lan bị bắt. Trời ơi, tôi không hiểu là báo Thanh Niên, các loại báo. Ok quý vị nhé, Trương Mỹ Lan bị bắt đây quý vị. Nào quý vị nhìn giùm tôi này, cái mũi cũng là sửa nhưng mà cái đầu mũi nó ngắn. Quý vị nhìn kỹ cho tôi đi, mà cái mặt này chưa hề bao giờ mà săn sóc da mặt. À, tôi phân tích cho quý vị, cái khuôn mặt này là chưa bao giờ săn sóc da mặt. Da mặt đồi mồi, mặt mụn, môi là sâm, khô sâm, mà cái trán là trán gồ. Trán gồ quý vị ơi, chợ trán rô đó, trán rô đó, trán gồ đó quý vị nhìn. Tôi cho quý vị coi kỹ lại, hôm nay ngồi phân tích mới sơ sần nhỉ, để coi đi. Ừ, cái trán gồ đi, thấy không? Đó, và trán này, đó quý vị thấy không? Trán người ta thẳng cao, cái cao hơn rất nhiều và thẳng. Đó, cái chân mày người ta lá liễu phun nhẹ, đôi mắt không hề cắt mắt nhé quý vị nhé. Đó, mắt một mí, người người Hoa là người ta mắt một mí. Đó, mà cái mũi sửa, cái đầu mũi của bà ấy là dài hơn, mà cái đầu mũi của em Trương Mỹ Lan này nó ngắn quý vị nhé. Cái mặt đồi mồi đầy mặt, cái chân mày sâm, cái mắt sâm là sâm, cái kiểu sâm dạo ấy quý vị hiểu không? Đó, cái mụn nổi ngay cục như vậy, một bà tỷ phú đấy chứ. Đó quý vị, tôi ngồi tôi chân sức, cái mặt đồi mồi chưa bao giờ biết đi tẩy mặt, biết đi massage mặt. Cái sâm chân mày này là sâm dạo của mấy cái người đi dạo ngoài đường đấy, sâm. Cái mắt cũng là sâm, cái mắt trên cũng là cắt mắt. À, cắt mắt hai mí. Đó quý vị nhìn thấy không? Cái môi là sâm luôn. Mà cái nhất là cái trán quý vị ơi. Cái trán là trán gồ. Đó, trán rô đấy, nó gọi là trán rô đấy quý vị ơi. À, mặt đồi mồi chưa bao giờ biết thẩm mỹ một bà tỷ phú đây ư? Quý vị nhìn, quý vị có tin được không? Vậy mà báo, tất cả các loại báo chí chính thống đưa hình của bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Mà quý vị nhìn cho tôi cái này, mà không bao giờ Việt Nam bây giờ còn, đó là ống cuốn bằng mút. Quý vị nhé, cái ống cuốn bằng mút cách đây 40 năm về trước, đó là mút xốp màu xanh màu đỏ, nó xốp rồi có cái nhựa cài vào đó. Thời buổi cách đây 20 năm là người ta dùng cái bằng nhựa, nó có răng cưa, người ta quấn cái lâu cái ống quấn đó, xong người ta bên ngoài người ta có cái mà chụp vào, những cái rổ chụp vào cái mâm cơm mà quý vị ơi, người ta dùng bằng cái đó, người ta quấn đầy đầu người ta từng lớp một, xong bắt đầu ta mở ra. Còn ống quấn này là cách đây là mấy chục năm về trước, bà Mỹ Lan đây, cái Trương Mỹ Lan đây ư? Quý vị, tôi nhỏ mà tôi ngồi ăn cơm tôi vừa coi mà tôi sặc cơm lên quý vị ơi. Tôi không có nhiều chuyện đâu, tại vì những cái việc gì Việt Nam nó nhiều cái mà quý vị cho rằng là ngỡ ngàng ngơ ngác, nhưng mà đối với tôi là một loạt dập lên như vậy, rộ lên như vậy, nó có phải có vấn đề. Cũng như Thiền Am đấy, đưa một loạt báo, 50 tờ báo nói lên cùng một đề tài, đưa hình ảnh các thầy ở đó lên thì đó là hình ảnh thật. Còn đây là bà Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan ở đâu quý vị ơi? Bà này tôi nói thật với bà chị, quý vị chứ, bà này là lăn lộn ngoài đường bán cốc ổi mía ghim. Đó, cốc ổi mía ghim, không có thời gian để chăm sóc đầu tóc, mặt mũi đều là những cái vết, mà vết nám đầy mặt, chưa biết tẩy sửa bao giờ, mà xăm cái chân mặt rất là rẻ tiền. Đó, tôi nói quý vị rất là rẻ tiền của những người đi là gọi là cái gánh dạo ở ngoài. Cái mắt sâm ở bên dưới luôn quý vị nhá, cắt mắt ở bên trên, sâm ở bên dưới, cái mụn mọc đầy mặt luôn, một tỷ phú đây ư? Vậy mà báo chí bê lên quý vị. Tôi nói thiệt quý vị, tôi ngồi tôi coi tôi hiểu là khán giả quý vị có quan tâm không, chứ tôi là tôi quan tâm đầy đầy mới là Mỹ Lan này, Trương Mỹ Lan này. Đó, mắt một mí, rõ ràng một mí. Đó, chân mày lá liễu, cổ ba ngấn, rất là đẹp và thông minh, trán rất thẳng, quý vị nhìn nào.
Quý vị nhìn cái chán không? Đó. Chán cao một cấp rưỡi cái bà kia là chán gỗ. Còn bà này rất là cao mà thẳng, chứ không có gỗ, không có gỗ. À, quý vị nhìn thấy không? Mà cổ cao ba ngấn. Tôi phân tích cho quý vị nghe, để quý vị nhìn thấy cái giả dối, cái lừa đảo của báo chí. Tôi nói thật đấy. Đó, đây là tôi file down ra, tôi tìm ra, quý vị cũng cùng tôi tìm ra nhé. Đó, quý vị tìm tôi nhé. Đó, bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Cái áo mặc đồ chợ, hàng chợ. Cái áo này là xuất phát, nó là ở ngay cổng mà biên giới An Giang, Tây Ninh, Campuchia. Quý vị nhé, những người này là ở cửa khẩu Campuchia, lăn lộn ở ngoài đường, bán mì ghim, mặt mũi chưa bao giờ biết đi massage mặt. Đó là một tỷ phú. Cái cổ thì quý vị nhìn thấy không? Gân guốc nổi lên, chảy xệ. Nó chỉ hơi hơi cái khuôn mặt thôi. Thế mà dám đưa đây là bà Trương Mỹ Lan. Ok, để tôi nói cho quý vị nghe. Tiếp tục. Ok, tiếp tục cho quý vị nghe. Đây. Đây là cái báo Thanh Niên nhé. Thanh Niên nhé quý vị nhé. Đây, tôi cho quý vị coi, nó phải có thực tế. Đây quý vị ạ. Báo Thanh Niên. Thanh Niên 4.55 triệu người coi. Ok, quý vị nha, báo Thanh Niên. Ok, nói cái gì nó phải có bằng chứng. Đưa một cái chương trình này lên được 1,5 triệu view. À, thấy không? Tôi nói là nó có bằng chứng. Đó, đang quay trước cái nhà building ở SCB Bank. À, tôi cho quý vị nghe luôn để quý vị hiểu. Ngày 8 tháng 10, Cổng Thông tin Bộ Công an công bố thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị à, Tập bà đoàn Trương Vạn Mỹ Thịnh Lan Pháp đó, để làm rõ tội bà lừa Trương đảo Mỹ chiếm Lan đoạt đó. tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cùng tội danh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, và Nguyễn Phương Hồng, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, và ông Hồ Bửu Phương, nguyên Ông chủ Hồ tịch hội Bửu đồng Phương. quản trị công ty cổ phần chứng khoán Ok. Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài Phó chính tổng công giám ty đốc cổ tài phần. chính. Ok, tôi cho quý vị nghe nhé. Chúng ta nói cái gì chúng ta phải đưa rõ ràng nghe. Quý vị nhìn thấy không? Đó, đó là báo Thanh Niên nha. Đó, báo Thanh Niên đưa lên là 1,5 triệu người coi. Thì quý vị nghĩ là, quý vị thấy là bà Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan ở biên giới Campuchia bán cấp ổi mía ghim mặt mũi chưa bao giờ biết biết đó là massage, mụn miếc mọc đầy người, cổ gân guốc. Tôi chỉ nói cho quý vị, đấy là tôi vừa đưa lên cái hình ảnh là báo Thanh Niên đưa lên nha. Đây, cái này là của Thanh Niên này. Đó, cái báo Thanh Niên. Ok, thấy không? Rồi tiếp tục tôi cho quý vị nghe nữa. Đây, đây cũng là một cái gọi là báo của cái gì, nó gọi là New Journal Now gì đó. Đó, bà này cũng là bà Trương Mỹ Lan. Ôi rồi ôi quý vị ơi, tôi nói thật, Trương Mỹ Lan của tôi đây. Ừ, đây quý vị nhìn thấy không? Chân mày đã sai, mắt đã to rồi, lại cổ bị chảy xệ luôn, to đùng đùng luôn. Quý vị thấy không? Bao nhiêu hình ảnh của các kênh lớn á, toàn triệu view đó quý vị ơi. À, thấy không? Trương Mỹ Lan này. Mỹ Lan em ai nì. Hôm nay tôi vui lắm, tôi ngồi tôi cười tôi coi, để tâm quý vị không? Trương Mỹ Lan, chân mày một bên cao một bên thấp, một bên kẻ động một bên kẻ lợn, đôi mắt thì cắt to, à, cái môi thì xăm nhé, cái môi này là môi xăm, đá gò má thì chảy xệ. Ôi trời ơi, rồi cái gì cái cổ thì nộm như vậy nhé quý vị nhé. Đó, đó là Trương Mỹ Lan, cũng là một tờ báo nổi tiếng đây, bài Now đó. Đó, đây tiếp tục, đây tiếp tục là Thời sự Thanh Niên luôn nha quý vị nhé. Đó là Thời sự Thanh Niên này quý vị. Đây, chụp thẳng cái công ty luôn này quý vị. Thấy không? Bà vẫn cổ cao ba ngấn. Thấy không? Thấy không? Khuôn mặt chân mày vẫn như vậy, trán vẫn cao như vậy.
ta kiểu tóc nó khác. Thấy chưa quý vị, thấy không? Thấy không? Thấy không mà làm sao mà lại bà Trương Mỹ Lan là hai cái bà đó lên được nữa. Một bà thì cổ nọng, một bà thì mặt là đầy vết nám, đầy mặt, chưa bao giờ mà biết đi massage mặt, mụn nhiếc mọc đầy người, những người lam lũ bán ở ngoài chợ, bán cóc, ổi, mía ghim hoặc là chuối chiên gì đó, tôi nó là cái lửa nó tạt mà mặt như vậy, mà họ đưa lên rầm rộ, nghe quý vị nhé, họ đưa lên rầm rộ là một người gọi lừa đảo, công ty lừa đảo, SCB, thấy không? Thế đó, bây giờ để tôi ngồi phân tích, tôi cho quý vị coi, xong bắt đầu tôi phân tích quý vị nghe. Đây, đây là hai vợ chồng người ta. Cái tướng người ta sang như vậy, tôi không biết bà lừa đảo, bà lấy cái gì, cái chuyện đó là chuyện của chính phủ à, mọi người nói. Nhưng tôi chỉ phân tích về cái góc nhìn, về cái hình ảnh của người ta, thấy chưa? Cái cổ rất cao và đẹp, trắng ngần. Đó, đó, người ta có đánh phấn nhẹ chẳng nữa, rất là nhẹ nhàng. Đó, không có làm mà để cho là đầy nghẹt đấy quý vị ạ. À, chồng của đây đó vẫn khuôn khuôn mặt như vậy, đây mới là Trương Mỹ Lan. Mỹ Lan là một nữ dữ, nữ doanh nhân tỷ phú người nước ngoài à, người Việt gốc Hồng Kông đó, thấy không, người sáng lập, bà là người sáng lập và hiện là chủ tịch hội đồng quản trị. Ồ, thấy chưa, đây mới là cái đúng bà Trương Mỹ Lan. Ok. À, để tôi phân tích cho quý vị. Tiếp tục cho quý vị coi một số nữa đây. Ok. Đây là cái báo mà VTC News, công ty An Đông của... Đây, cho quý vị đọc cái câu bên dưới của họ. Đó. Đó nha. Đó. VTC nha quý vị nha, VTC. Ok, 231.000 lượt coi 3 ngày trước. Đó, công ty An Đông của Vạn Thịnh Phát thu về 20 25.000 tỷ từ trái phiếu. Đó. Các em đủ các loại em lên, hôm nay ngồi tôi phân tích cho quý vị. Đang ở không quý vị ơi, trời đang mưa, đang ở không để cho quý vị coi đó, khuôn mặt vẫn như vậy đúng không. Tiếp tục đây nữa. Ok, cho uống miếng nước trà rồi nói chuyện với quý vị nhé, tại vì tôi bao nhiêu những vụ xảy ra đó tôi ít khi tôi tham gia vào, cái đó là tình tình hình của Việt Nam nha. Rồi toàn những tỷ phú ăn hối lộ, tôi không bao giờ tôi đưa lên. Tại vì sao quý vị không đưa lên? Tôi biết cái trò lừa đảo này nhiều lắm á. Lừa đảo từ vợ chồng mà của Huỳnh Uy Dũng, toàn lừa đảo rồi. Đó, thế cho nên quý vị bây giờ tôi coi. Đó, đó là lại là bà. À, cái này nó thuộc là thời sự thanh niên quý vị nhé. Thời sự thanh niên. Tỷ phú Trương Mỹ Lan bị bắt, quyền lợi người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát ra sao? 316.162 lượt xem 2 ngày trước, 2.100 lượt like. Ok, báo thanh niên, đó, thời sự thanh niên, tin nóng thanh niên, ok, phóng sự thanh niên, ok, quý vị coi. Cho nên tôi nói làm sao? Cái bức hình này quý vị nhìn kỹ giùm tôi. Bà Trương Quốc Lan của quý vị này đây. Đây, mụn thì ở ngay dưới môi. Môi thì xăm, tóc thì quấn. Ống quấn cách đây 40 năm về trước. Đó tôi nhớ mà. Đó là dùng những ống quấn như vậy. Đấy không? 20 năm trước đã không còn dùng cái ống quấn này nữa rồi. Đó, Việt Nam làm rất nhiều cái ống quấn bằng nhựa. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Đó, quấn nó lên. Ống nhỏ, nó gọi ống quấn, ống nhỏ. Ống giống như quý vị và đi vào mấy cái tiệm uốn tóc đó. Đó, cái ống quấn nó bằng nhựa. Nó nhỏ cũng có. Nhỏ thì quấn ở tóc mai đằng trước. Đó, to thì nó quấn ở đằng sau. Nó bồng lên. Mà người ta có cái chụp ở đằng. Tức là ống quấn đó xong nó dính vào tóc. Sau ở ngoài người ta có một cái ống nhựa. Người ta chụp nó lên.
Đa, ai mà dùng tẩy phụ, đại gia mà dùng ống quấn bằng 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 mút 40 năm nay, cái áo này hàng chợ, cái áo rẻ tiền, cái áo mua đồ gọi là phố lồ. Đấy, quý vị ở cái cổ thì gân guốc, cái mặt thì mụn đầy quý vị không? Đấy họ đưa lên những hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan, à, rồi bà em gái, rồi là chồng, chồng mặc cái áo của hàng của Campuchia hàng chợ, hàng rẻ tiền này quý vị không? Phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc mặc cái áo này quý vị tin không? Đó, đây là tất cả những hình ảnh của những người ở bên Campuchia. Đó, khuôn mặt, da mặt, đó một nửa gốc Việt Nam, một nửa Campuchia. Đó quý vị nhé, đó tất cả những khuôn mặt này nó không nằm trong cái tổ chức của cái là Vạn Thịnh Phát nhé quý vị nhé. Đó, cái ông này mặc cái áo này, áo rẻ tiền này. Đó quý vị, khi quý vị mà muốn mà bình luận hoặc là nhìn lên một cái gì quý vị phải soi, soi cho nó ra dùng tôi. Đó, cái áo rẻ tiền mà hàng mấy ông xe ôm người ta mặc còn đẹp hơn. Đó, mấy ông xe ôm người ta mặc đồ còn đẹp hơn. Đó, những cái đồ này, cái áo đồ chợ này, cái áo của bà tỷ phú. Tôi nói thật quý vị ghét tôi cũng nói. Tại vì tôi không châm thì thôi, tôi dòm thấy rồi bủa sắc kỳ rồi, bà một bà tỷ phú mà, cái hình kia mà đưa cái hình bị bắt là cái hình ống quấn này hoặc là cái mặt này đó là không ra rồi. Tôi không hiểu quý vị nói làm sao. Đó. Thấy không? Những khuôn mặt này đây này, đó. Cái bà mà Trương Mỹ Lan ngồi ở đầu, mấy cái bà mà Hồng gì đây ở đó, hai cái lỗ mũi giống nhau quý vị nha, chắc là hai chị em ruột. Còn cái người thứ hai á là gốc người Miên, đó gốc người Miên có lai Việt Nam, tóc quăn da ngăm, à, và cái ông này cũng là nửa Miên nửa Việt đấy, sống cũng là người Việt ở Campuchia rồi. Đưa những hình ảnh này lên thì ai mà tìm được, ai mà lên kiện cáo quý vị biết không? Người ta đâu có biết đâu, người ta nói tiếng Campuchia mà lấy mẹ cái hình mà trong download ở trong 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 mạng đó quý vị ơi, trong mạng đó. Đó, những kẻ này đã từng bị bắt hoặc làm những điều gì sai pháp luật ở bên đó bắt xong đưa những cái hình ảnh này lên đó quý vị nhé. Tại sao họ lại làm như vậy, à, tại sao họ làm như vậy thì tôi cũng phân tích cho quý vị, nó có nhiều vấn đề để họ làm. Đây là báo Thanh Niên rồi, à, tôi cho quý vị coi các báo nữa này. Đây này, báo này là báo của Quyền Lợi Nhà Đầu Tư nhé quý vị nhé. Đà, chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt quyền lợi nhà đầu tư trái phiếu sẽ ra sao? Ok, đây là trái phiếu. I'm so grateful that we Đây met. là trái phiếu là tôi phân tích quý vị chứ. Quý vị không biết là trái phiếu đó là toàn sự lừa đảo thôi. À, đó, mua trái phiếu hoặc là những cái coin, cái đồng coin là lừa đảo quý vị nhé. Cái này là kênh, kênh này là kênh gì quý vị biết không? Và bắt tạm giam bà Kênh này Trương Mỹ là Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát VTC và các đồng Now. phạm về hành vi gian dối trong việc phát hành mua Yeah. bán trái phiếu trái quy định pháp luật Ok. tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông để chiếm đoạt hàng Có ngàn 3 tỷ đồng của người triệu dân trong thời gian 3.55 triệu 2018-2019. Rất subscriber. nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi, Ok. vậy quyền lợi của các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của công ty này Đó. sẽ như thế Đó. nào? Đó. Theo các chuyên gia, thì trong trường hợp này, nhà đầu tư vẫn phải chờ đợi vì vụ Quý việc vị vẫn nghe đi. đang trong quá trình điều tra. Công ty An Đông hiện có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9 năm 2018 với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 10 tháng 9 năm 2023. Tháng 1 năm 2019, An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Và hiện nay vẫn còn khoảng 1 đến 2 năm mới đáo hạn. Trái phiếu là do một công ty có nhu cầu vay và họ thực hiện những cái quy định theo quy định của Ủy ban chứng khoán. Ông Vũ Minh Tiến. Ủy ban chứng khoán thì thuộc cơ quan quản lý là Bộ Tài chánh. Và khi họ phát hành ra thì người mà nhận tiền gửi là những công ty đấy, và những công ty đấy phải có nghĩa Công vụ ty ấy.
lại tiền vào ngày đáo hạn trái phiếu đối với các trái chủ, tức là các nhà đầu tư. Theo các luật sư, đối với trường hợp phát hành trái phiếu của công ty An Đông, cơ quan điều tra đã phát hiện những sai phạm trong việc phát hành. Vì vậy, giao dịch dân sự này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Điều này có nghĩa giao dịch này vô hiệu và không phát sinh hiệu lực. Và hậu quả của giao dịch này là các bên phải hoàn trả lại những gì đã nhận cho nhau. Theo quy định pháp luật, trong trường hợp này, thì bởi vì đã có cơ quan điều tra, đã có họ cho rằng là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì chắc chắn phải được thu hồi, phải được thu hồi lại và có nhiều hủy bỏ. Nhưng mà khi nào Ủy ban chứng khoán nhà nước họ nhận được văn bản kiến nghị của cơ quan giao dịch tra, thì Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ ban hành quyết định thu hồi toàn bộ những cái lô trái phiếu liên quan đến cái hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo công ty An Đông. Các luật sư cũng cho biết hiện các nhà đầu tư đã đầu tư trái phiếu của công ty An Đông vẫn phải chờ đợi vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Nghe đi quý vị lúc này nhé. Nếu như doanh nghiệp mà không trả được lại trái phiếu thì không có một sự đảm bảo nào. Nếu như chúng ta không có cái tài sản đảm bảo, chúng tôi đánh giá trong thời gian vừa qua thì có một số các cái doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà chưa đảm bảo một số quy định. Đối với vụ việc trái phiếu An Đông đến thời gian đáo hạn trái phiếu mà công ty này không thể thanh toán gốc lãi trái phiếu, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, thì các nhà đầu tư có thể khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên An Đông phá sản. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, nếu công ty An Đông phá sản, tài sản được thanh lý sẽ theo thứ tự ưu tiên được ngân hàng, công nhân viên, nhà nước, sau đó mới đến thanh toán cho các nhà đầu tư mua trái phiếu. Liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, ghi nhận trong ngày hôm nay ngày 10 tháng 10, lượng khách hàng đến giao dịch khá đông so với ngày thường, phần lớn là để rút tiền. Tuy nhiên, tình hình chi trả ở các chi nhánh trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn ra một cách bình thường, thông suốt. Ghi nhận tại trụ sở chính của SCB trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, lượng khách hàng xếp hàng dài chờ vào bên trong để giao dịch. Ở các điểm giao dịch trên địa bàn quận nhất và quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, tôi chỉ nói đến đây, quý vị nghe, quý vị đã nghe nhiều. Bây giờ tôi ngồi phân tích cho quý vị nghe. Ok. Tại sao tôi phân tích các cổ động trái phiếu ở Việt Nam? Đó, họ lừa đảo. Tôi nói thật, để theo góc nhìn của tôi, toàn thành phần lừa đảo. Là quý vị biết không? Không có thể nào mà cái tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan một mẹ một mình, vợ chồng với con cái gia đình mà làm được điều đó. Quý vị đồng ý với tôi không? Nó đã ra đời bao nhiêu năm nay rồi mà có sự tín nhiệm của các những công ty nhỏ đã họ bỏ vào từ tiền tỷ để kiếm tiền lời. Đúng không? Còn mà cái ngân hàng SCB Bank thì quản những người người ta mở chỉ là những nhân dân mà nghèo, họ có thể là bỏ vào 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu thì họ có thể là trả lại rút được cho những người đó. Hoặc là những tiền lương của công nhân viên, hoặc là những cái gì mà thuê mướn của những người ở công nhân đó thì họ trả. Cái chủ yếu đây là họ muốn cướp trắng cái số tài khoản của cái số người bỏ vào rất là nhiều. Gọi là trái phiếu trên một cái tờ giấy không bảo chứng. Quý vị nhé, không có bảo chứng, đâu có tài sản bảo chứng đâu. Quý vị thấy không? Quý vị nghe ông Huỳnh Uy Dũng chưa? Khi ông thiếu nợ tiền ngân hàng, ông ấy gọi là bán trái phiếu đó. Đó, trái phiếu để ông lấy tiền để đáo hạn ngân hàng đó, quý vị nhớ không? Đó, cái thời kỳ đó ông đòi trả bán được bao nhiêu 800 tỷ đó, quý vị nhớ không? Đó, để trả tiền đó, tiền lời tiền lãi để thanh toán đó, quý vị nhớ. Đó, đó là những cái trái phiếu mà những thành phần đại gia công ty hữu hạn và giám đốc rồi toàn những cái thành phần đó để cũng như ngày xưa chúng ta gọi là chơi hội đi, đúng không? Cái thời ngày xưa trước năm 75 là chơi hội đi. Đó, nhà con, nhà cái bốc trước, đi ăn trước. Bắt đầu là từ nhà con. Đúng không? Thì cái này nó cũng là như vậy. Nó có uy tín để cho một hai năm rồi quý vị nhào vô bỏ tiền thật mà lấy cái trái phiếu bằng tờ giấy. Đó, quý vị thấy không? Cho nên những cái việc này nó xảy ra ở Việt Nam thôi. Ở bên này làm gì có quý vị. Bên này làm gì có cái chuyện mà làm ấy, kiểu như là cũng gọi là stock, cũng mua stock là cái tiền mà cổ phiếu, ví dụ như là công ty này công ty kia nó có lên có xuống, nhưng mà nó có cái công ty người ta bảo vệ cho, thí dụ xuống họ ngưng họ đổi cho mình,
Thí dụ như chúng tôi mua 401k, đó là một công ty đó. Họ lấy tiền lương của chúng tôi hàng tháng vào mức độ bao nhiêu? Thí dụ như 100 đồng, chúng tôi bỏ ra 1 đồng thì cái công ty của chúng tôi cho chúng tôi 50 sen. Đó, mà cái maximum là chỉ được mua là 5% đến 6%. Nha, cái mức lương của mình. Thí dụ cái mức lương của tôi là 2.000 một tháng. Tôi cũng chỉ có thể mua được vào cái 401k của nhân viên á, employee á, chỉ được 120 đô la. Đó, 120 đô la. Thế thì công ty của chúng tôi bỏ cho chúng tôi được là 60 đồng. Đó. Đây tôi bỏ 1 đồng cho tôi 25 sen hay 50 sen tôi cũng lâu rồi. Đó. Đó là người ta có cái tiền gọi là tiền thật lấy từ của nhân viên ra, họ mua. Thí dụ như là mỗi một tháng chúng tôi được lời bao nhiêu họ cho biết ngay. Chúng tôi có thể biết lúc nào chúng tôi ngưng cũng được. Tức là cái phone game nó cứ nằm đó. Đó, nó cứ lên thôi, nó lời. Thí dụ nó đứng hoặc là nó lỗ một tí. Thì họ stop, đó là công việc của những người mà họ chuyên môn về cổ phiếu ở nước Mỹ này. Thế thì quý vị nhìn thấy không? Thế thì đây nữa tôi cho quý vị coi một cái này nữa. Nó gọi là xem để nó phải có tình. Còn đây, đây cũng là bà Trương Mỹ Lan, hồ sơ mặt Trương Mỹ Lan. Có phải em Trương Mỹ Hòa, bà con của Trương Tấn Giang, cái này tôi chưa biết. Đây, cô này là cô Nguyễn Phương Hồng. Đó, Nguyễn Phương Hồng. Đó, cũng là thơ ký là của cái, đó, là mới có tin là bà Nguyễn Phương Hồng đã chết, mà cái ngày chết cũng sửa. Quý vị coi coi dùm tôi đi. Bà Nguyễn Phương Hồng, pháp danh Nguyễn Hằng, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1994, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tôi đọc quý vị nghe nhé. Từ trần vào lúc 3 giờ 30 phút ngày bị bắt vào ngày mùng 6. Xong sửa vào là ngày mùng 9. Quý vị coi. Ngày mùng 9 là ngày mùng 4 tháng 10. Cái ngày đó mà cũng lại phải sửa nữa. Quý vị thấy không? Nó rẻ như vậy mà làm sai tùm lum mà đưa lên. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đó, ok. Đó, ngày mùng 4 tháng 10 chết. Bà này bị bắt 2 ngày sau nghe nói chết. 22 là bị hớt được thác ở trong 39 tuổi, hưởng dương 39 tuổi. Đó, quý vị thấy không? Quan tài linh cữu. Ôi dồi ôi, thế quý vị có tin không? Quý vị nghe tin không? Đó, đây cái bức hình này là của bà, mà bức hình này là không phải. Để quý vị không? Cho nên là cái vấn đề mà báo chí cộng đồng mạng bây giờ toàn mẹ láo. Tôi nói là láo là chỗ đó đó quý vị. Đó, họ đưa câu chuyện lên thì họ làm rùm rụm lên. Nhưng mà nếu thật sự mà bà Trương Mỹ Lan này gọi là phá sản thì cái người mà mất là những cái doanh nghiệp lớn. Đó, họ muốn cướp cái tiền này. Đó là tổ chức quý vị nhé. Đó là một tổ chức lấy rất nhiều tiền đó. Bà ta đi nước ngoài. Vợ chồng con cái đi nước ngoài. Đây là đưa toàn hình ảnh mà. Hình ảnh của những người. Đây. Đây này, đây là bà 25.000 tỷ đồng. Úi giời ơi. Đó, tin tức. À, quý vị coi đây. Đó, tin tức của VTC tin mới. 395.000 người coi. Đó, thấy không? À, là trái phiếu đây. Ok. Rồi, cái tin tức ở bên dưới này nữa là tin tức 24 giờ. Ok. Quý vị coi. 24 giờ. Đó, những cái trái phiếu đó. Ok. Cổ phần. Ok. Thế thì đây. Đó. Cái này tôi đưa lên là cái này là của ai đây? Cái này là TV247, là cái này là của quần quận con Hà Lê của bà Nguyễn Phương Hằng đây. Đó quý vị nhé. Đó. Đó, TV247. Theo cũng được 55.000 lượt coi. Cái này gọi là
cái kênh này gọi là quần quận con, đã hàng ngày lên nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng là Việt kiều Canada, mang 18 triệu đô từ Canada. Đó là kênh này nói đấy quý vị nhỉ. Tôi nói cho quý vị nghe đó, dám đưa cái hình này lại ghép cái hình Tô Ân Sô vào đây nữa rồi. Đó, cái tổng thông tin của Bộ Công an thì có là cái bắt cái này, nhưng mà dám ghép cái hình của ông Tô Ân Sô vào cái bà Trương Mỹ Lan giả này vào đây. Đó, quý vị nhé. Nè, người ta không theo dõi thì thôi, chứ còn nếu mà thật sự mà cái người này mà đang ở Việt Nam họ biết là họ kiện chết luôn. Mà cho nên cái người này là họ họ bắt những cái hình này là toàn những cái hình ở bên nước ngoài, tức là bên Campuchia. Nó nhìn cái mặt này là biết rồi quý vị nhỉ. Thấy không? Trời ơi, cả đời không bao giờ biết được gọi là đẩy mặt, mắt ra mặt, mụn mọc đầy, môi thì xăm, mắt thì cắt, để vào Trương Mỹ Lan của quý vị. Mà trong đó có ông Tô Ân Sô nữa. Thì đây là cái chiêu trò lừa bịp với quý vị nhé. Thế thì bà Trương Mỹ Lan là cầm tiền đi nước ngoài, nó cả tổ chức đó đi nước ngoài hết. Đây đó là một tổ chức quý vị ơi, không có thể nào mà ấy được, chia chắc nhau xong bắt đầu là phá sản. Cái người mà bị tội đó là bắt cái bà này. Đã bây giờ hiện nay là hai ông đây này, cái ông này là ông này bị chết sau 2 tiếng đồng hồ bắt ông này rồi cái bà bên cạnh đó là 2 ngày bị chết. Bắt 2 ngày xong bắt đầu là bị hớt được thang chết. Còn bà này cũng là bị ngộp thở trong trại giam. Quý vị nghe không? Câu chuyện hài có thật tại Việt Nam. Tôi buồn cười quý vị ơi. Tại sao tôi không bao giờ tôi lên bình luận những cái chương trình này? Tại vì tôi thấy nó láo. Tôi nói thật với quý vị, tại sao tôi thấy nó láo? Thấy không? Tại vì Nguyễn Phương Hằng đã từng làm cái này rồi. Đó, đưa những cái người ở Mỹ này hình ảnh lên là bị ông Võ Hoàng Yên kéo lưỡi chết. Kéo lưỡi kéo này kéo kia chết. Và bây giờ quý vị ở Việt Nam rầm rầm rộ rộ đưa cái những cái hình ảnh người ta đây, gia đình người ta. Chắc là một gia đình này, một là chứa cờ bạc bị bắt. Mặt mũi như thế này đây. Những thành phần mà tổ chức cờ bạc ở nhà đây, đánh tứ sắc này, là hoặc là biên giới Campuchia để mặt mũi như vậy, thức đêm nhiều, thấy không? Đó. Cho nên tôi nói quý vị đấy, mới bị bắt 2 ngày hai nhân vật chết rồi, thế là để xu mà, xu nợ mà. Đi họ đi bán hột vịt muối rồi xuống âm phủ mà đòi nợ. Quý vị đúng không? Xuống âm phủ mà đòi nợ. Còn bà Trương Thuyết Lan này, bà này một ngày đó cho bà Hồ Mong Quan là cái bà này. Đó, họ đã tìm sẵn rồi. Đã tìm sẵn nhân vật để chết thế rồi quý vị nhé. Còn người ta mà đem tiền đi, mà máy bay riêng người ta đi. Người Việt Kiều mà, người quốc tịch Hồng Kông, người ta có thể Canada, người ta sống với chồng, giàu có từ những cái tiền đó chia nhau hết. Chia cho các ông mà... quan to mặt lớn, tôi cũng không biết ông nào mà tôi thấy rầm rộ đưa lên như là một cái đề tài thôi, là copy tất cả các loại lên, thanh niên cũng lên đưa cái bà Trương, tức Trương Mỹ Lan là cái bà này nhé quý vị. Cho nên tôi ngồi tôi gọi là rảnh chia sẻ cho quý vị thôi, để cho quý vị biết ở Việt Nam ôi báo chí đưa, báo Bộ Công an, báo pháp luật, báo thanh niên, ô bao nhiêu cái báo đưa, đó không? Báo một đề tài mà bao nhiêu người đưa hình ảnh. Đó, báo thanh niên cũng đưa bà hình ảnh mà Trương Mỹ Lan đây, ôi rồi ôi thật tội quá vậy. Sao mà đưa xấu quá vậy? Nó không có nét gì. Ví dụ bà Hằng bị bắt ở trong đồn công an vẫn còn cái nét của Nguyễn Phương Hằng. Mà cái bà Mỹ Lan này đấy quý vị ơi. Đó, cái chiêu bài mà cướp tiền xong nói là bị phá sản, thấy không? Cũng trả cho những người mà 5-3 triệu, 10 triệu có tiền nhà banh lấy hết đóng. Thế còn cái tiền lớn, tiền cục, tiền trái phiếu đó, cái tiền đó mới là tiền lớn. Đó, cho đi hợp pháp, thấy không? Đi nước ngoài ở,
đó, ở bên này bắt đầu bỏ chạy, thấy không? Công ty nhà đấy cũng mượn chẳng hạn như vậy, thấy không? Phá sản rồi em phải cho thành phần nào, số tiền bao nhiêu, chỉ có chết đấy nào đó đấy đó, họ đã tuyên bố mà. Đó, khi họ phá sản bán hết tài sản trả lại cho nhân viên, trả lại cho những người mà người ta có nghèo khổ, người ta bỏ nhà banh xét duyệt, còn những mà công ty lớn, sau đó mới là đến công ty lớn, còn cái gì làm gì, còn sau đấy thì không lớn. Thế là quý vị nào đã bị nó cướp là đó, là về tự tử vợ chồng con cái gia đình rồi bắt đầu nhảy sông nhảy biển nhảy cầu đó, nó cướp quý vị như vậy đó, thấy không? Tiền ảo mà, bỏ tiền vào thì thật mà lấy cái tiền cổ phổ phiếu là tờ giấy giả đó. Mà tôi chỉ nói như vậy để quý vị hiểu thôi. Đó là ở Việt Nam, ở bên này không ai mà làm cái trò đó. Ở bên này gọi là những cái coi giả đó, quảng cáo ai mua? Thì bọn lừa đảo đấy, ở đấy ai mua quý vị? Ok, vậy Susan cũng lên đã phân tích, chỉ ra những cái điều mà Trương Mỹ Lan thời nay mẹ dùng cái ống quấn cách đây 40 năm về trước. Áo đồ chợ, đồ hàng, mặc những cái vải màn, nhá không? Mẹ phó giám đốc gì đâu mà mặc cái áo rẻ tiền như vậy, quý vị. Ông chẳng ông phó giám đốc mà mặc cái áo này, theo quý vị không? Đó, cái áo này mà cái thời xa xưa nữa, đó, Việt Nam mình làm ra nhuộm giặt ra toàn mùi dầu hôi đó, quý vị. Ok, vậy thôi, cảm ơn quý vị. Bye bye. See you later.